quá ngon hôm nay đi. Hành vô gì xong mình trộn lên. Trời ơi, hành cả nhà ơi, có gì hôm chia sẻ cho cả nhà xem ngon không. Dạ em chào cả nhà đang xem kênh Huệ Thanh Châu Phú ạ. À, chào cả nhà. Dạ hôm nay anh em đang làm miếng đồ ăn nha cả nhà. Chuẩn bị ăn miếng gà đồng, là cái đồ ăn này là tối là mình mới săn bắt được cả nhà. Một mớ rắn mối, mớ rắn. Đây là anh em chuẩn bị xào củ hành nha cả nhà. Xào củ hành là mang về ăn miếng rồi lại tiếp tục gà đồng thôi cả nhà ơi. Đây. Đầu bếp của Kinh đang rang đậu phộng. Cái món này là thì hình như hầu hết người dân miền Tây thì ai cũng biết rồi, rắn mối hay rắn gì xào củ hành đó. Thì mời cả nhà xem tiếp video để xem món ăn là như thế nào nha cả nhà. Anh em đang rang đậu phộng rồi xào miếng mỡ hành, mỡ tỏi, phi tỏi, hành tỏi cả nhà, để rắn hồi mình xào lên để cho thơm. Cái món này thì hồi em ăn thử rồi nhận xét cho cả nhà xem nha, tại đó giờ cũng ăn mới ăn lần đầu luôn cả nhà ơi. Mấy anh em đây thì ăn quen rồi. Đây trước đây đó, anh em làm nãy giờ thì cũng gần chín này cả nhà ơi. Đây đây là bé Lùng nha. Đây trước đây đang rồi thì món ăn cũng gần chín rồi, thì hồi anh em chuẩn bị dọn lên rồi xem cho cả nhà xem thì nó chẳng chưa đó. Quá ngon hôm nay. Cái này là hồi mình để hành như nữa nha cả nhà, là rắn dân mối xào củ hành hồi tối mình săn bắt được đó nha. Rồi sau khi rắn vừa chín rồi mình để hành như nhà ta, hành mau chín lắm cả nhà, mình để vô sau đó. Để hành vô gì xong mình trộn lên. Hành nhiều không chứ? Không. Sao mình trộn lên nha. Được lắm, thơm ha. Món này đã dữ lắm, đã quá. Thì dưới quê nhà có mấy anh em thì ăn uống xong rồi nghỉ ngơi, xong rồi anh em tiếp tục lại công việc thôi cả nhà. Ra đồng này là buổi sáng nha, này là những ăn cơm sáng. Đã ngon hấp dẫn vậy nha. Mình thấy nhiều vậy cả nhà, nhưng mình khi mình xào lên một xíu là nó quéo lại hết trơn, nó xịu à. Coi phim mà nuốt nước miếng hoài ta. Sáng giờ chưa ăn gì nữa cả nhà, đói. Giờ mấy anh em chuẩn bị dọn ra ăn bữa cơm sáng rồi cả nhà ơi. Đó. Đây chứ. Dọn ra anh em làm bữa cơm cho ấm bụng, xong làm gì làm. Đây quá thơm quá cái món này. Đây lần đầu tiên em ăn món này luôn cả nhà ơi. Có gì hôm chia sẻ cho cả nhà xem ngon không. Cái đồ bếp em này em tin tưởng lắm, rất là ngon, nấu rất là ngon luôn. Dạ anh em chuẩn bị ngồi lại ăn bữa cơm nha cả nhà. Cũng đó làm xương xương vài ly rượu cho nó ấm lòng. Này bữa cơm đây. Thì cả nhà ăn cơm ăn. Ăn ăn thì mình uống vài ly xong rồi mình ăn sao cũng được. Rồi anh em mời cả nhà dùng bữa sáng với mấy anh em nha cả nhà ơi. Vô. Mời cả nhà luôn cả nhà ơi. Mời cả nhà. Món rắn mối xào củ hành. Ăn thử coi. Được luôn. Mời cái nhà miếng ăn mối xào củ hành nha. Mời cái nhà ơi.
ngon hơn chuồng đó. Thì anh em cũng làm dương vài ly cả nhà, để hồi lặn nước này kia nó không có lạnh, rồi anh em ăn uống đây, xong một hồi chuẩn bị ra đồng. Ra đồng làm gì thì cả nhà xem những video tiếp theo nha cả nhà. Dạ không lặn lặn dạ dạ em nhắm tới không cây hay không cây cái miếng cơm quá. Ăn đi. Muốn cơm. Cao mời giáo đi ngủ cả nhà ơi. Ừ đi đi. Đụng cơm luôn. Đụng cơm đi luôn. Thì bữa nay có hai anh em lại chơi nữa. Em tên gì? Long với bé Lùng lại chơi. Cũng anh em vòng vòng sáu không cả nhà. Lại chơi với hai cha con với mấy anh em. Rồi mời cả nhà đi ngủ nha. Món này ăn hành không có ngon lắm cái nhà, tại rắn ra chất ngọt á, thấm vô hành hết trơn. Món này sầu gông đậu phộng lượng chứ. Chột luôn lắm tầm hộp. Nó có chột đi sợ lắm. Cái nào cảm được. Cho mày phỏng đăng ký nó. Thằng quả mình tới sân Bắc. Đó mà em đi sân Bắc nữa bé Lùng này. Tới sân Bắc nữa cả nhà. Đây là thằng quả tới sân Bắc. Rồi sáng vậy anh em làm miếng đồ ăn sáng. Rồi làm xương xương 1-2 ly gì đó. Xong rồi anh em tiếp tục công việc thôi cả nhà ơi. Có một lần lại đi theo mình các cô cũng vui à. Ăn em ra tự nhiên đi gì đó mà không có ngọt ghê. Ăn đi bình thường đi. Trời ơi, trời, mình sống như sắc bình thường đi. Ở quê cái quen thì hiểu quê. Mình ăn sao thì lần mình thường mình ăn sao vậy? Uống ly rồi mới uống ly mới ăn. Mấy này. Mới là chơi thì mấy anh em còn hơi ngại ngùng thì cái nhà cái gì thông cảm vô mấy anh em. Em cũng ngại ngùng lắm cả nhà ơi. Chứ sáng sớm thì em là làm xong công việc nhà thì anh em mới tụ họp lại bàn tính công việc tiếp theo cho kênh. Đây là trước đầu bếp nấu món này nè cả nhà. Thì dọc trong kênh là thằng là trước nấu không cả nhà ơi. Trước nấu đồ ngon lắm. Mời cả nhà đi ngủ cả nhà ơi. Cả nhà có dịp về đây đi rồi xong rồi mình giao lưu. Mình ăn thử món đồ ở ẩm thực miền Tây mình. Dạ cả nhà nhớ nhớ đăng ký ủng hộ kênh cho anh em có động lực làm cả nhà ơi. Đậu ơi. Mời mấy anh em ở Cô Long về đây ăn nắng muối nha. Quên về mời giống cô khủng. Mời mấy anh em Cô Long ăn nắng muối nha. Cá muối xào của hành anh em ơi. Rồi mời sư phụ. Rồi mời mời ai ngoài nữa. Nhiều quá không quên rồi cả nhà ơi. Mấy anh em ở trên Bình Dương á thì mời tất cả anh em trên Bình Dương nha. Là miếng ngăn mối. Mời anh em tất cả anh em ly rượu. Ăn đi cưng. Ăn đi bình thường đi. Ăn bình thường đi. Tự nhiên. Đâu chứ. Đây cái nhà mày đi. Đồ ăn quá trời rồi ăn đi. Ăn bình thường đi cứ vậy. Mình dân giả miền quê mà. Còn nói ăn cơm nghe. Ủa không làm chén cơm đi, vô nhà bụng đi. Bụng bè. Chơi chút rồi đi săn tiếp.
là anh em quy ra bảo ly kêu. Nhớ ủng hộ mình mấy bạn luôn. Thì cũng được là bữa cơm sáng anh em quay quần bên nhau, xong rồi tiếp tục công việc mới, gửi cho đến những video khác giới theo cho cả nhà xem theo dõi. Cả nhà nhớ theo dõi kênh thường xuyên cả nhà để xem tiếp những video mới nhất của anh em nha. Hồi tối có anh Danh dắt vô cái giường đó đúng bài luôn á, xăng đúng đã luôn. Dắt giường vô quên đi, quên nó giường dắt quên em lên cái len thôi. Tối nó vô hang quá trời luôn cả nhà, vô hang mới rồi đó. Thấy cái giường đó mà tha mưa xuống lên chẳng xăng á, mua con ngại rồi đi mình chẳng xăng ớt chứ chắc là vô trong coi họ đi mua đó, thì bắt cá. Là dân thân bắc mà chưa dặn tay cả nhà. Vậy là quay đó có ở nhà không đúng không? Dạ, có ai làm đâu. Cũng được đó, quay bên ẩm thực. Mời cả nhà miếng ăn nước nha. Có nhận nó đói nha. Nó lớn lớn lụng, nó gâu hả? Em mời cả nhà ly nữa nha. Cả nhà nhớ vô ủng hộ, nhiệt tình ủng hộ cả nhà, cho anh em có thêm động lực làm những video hay hơn, săn bắt chất lượng hơn và mạnh mẽ hơn để gửi đến cả nhà xem sẽ không chán. Em hứa là làm những video là cả nhà xem sẽ không dán, là xem nó hấp dẫn và sẽ khai thác thêm nội dung nữa. Chứ bây giờ là ít nội dung quá cả nhà ơi, em chưa khai thác được nhiều. Mong cả nhà ủng hộ để em có động lực để em khai thác nhiều nội dung hơn, hay hơn, ý nghĩa hơn để em gửi đến cả nhà. Dạ vậy thôi mấy anh em ăn uống xong rồi nghỉ ngơi cỡ tầm tiếng gì đó cả nhà, xong rồi chuẩn bị ra đồng. Ra đồng này làm gì thì ở nhà xem những video khác để coi anh em sẽ làm gì nha cả nhà. Rồi hẹn cả nhà lại những video tiếp theo. Chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ. Bye bye cả nhà.